Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài thông điệp tình yêu cho bạn ngay lúc này. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách cởi mở nhất. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Sau đây là trải bài của các bạn. Trong trải bài có những cái lá sau đây. Các bạn có lá The Magician, nhà ảo thuật. Kế tiếp nữa là các bạn có lá Ace of Cup, 8 ly. Và lá bài cuối cùng chính là lá bài Ace of Coin. Lá bài The Magician là lá bài tượng trưng cho sự hành động, nhận thức có ý thức và tập trung nhất có thể. Sự quyền lực thể hiện ở lá bài này rất là cao. Tuy nhiên mà lá bài này xuất hiện ngược chứng tỏ một điều: chính bản thân của bạn đang lưỡng lự về việc thực hiện những thay đổi cần thiết, từ cái việc mình có sức mạnh nội tại trong bản thân mình với một tinh thần và hiệu quả hơn. Do đó các bạn phải xem xét bạn đang e ngại điều gì, có phải người khác sẽ không thích bạn trở thành một người mới mẻ hay không. Và việc của bạn là đang bị sống rất là nhiều và sự ánh nhìn của người khác. Tại sao bạn không sống chính với bản thân mình? Không có lý do gì để bạn muốn trở thành mà các người bạn thực sự muốn hết á. Và vũ trụ cũng đã gửi cho các bạn rất nhiều tín hiệu, những con người đến với bạn cùng chí hướng, nhưng mà các bạn lại bỏ ngược họ đi, không quan tâm đến họ. Những người này đem đến cho các bạn hướng đi mà bạn muốn nhất và cần phải đi nhất. Một lần nữa, khi lá bài này xuất hiện ngược, bạn có thể đang nghi ngờ bản thân một cách rất không cần thiết, và kết quả là khiến cho bạn gặp vấn đề rất là cao. Từ khi mà bạn gặp vấn đề như vậy thì những người xung quanh bạn cũng gặp vấn đề, những cái mối quan hệ của bạn sẽ rời xa bạn. Bởi vì cuối cùng không có gì là tồn tại mãi mãi hết bạn, mọi chuyện đều là vô thường. Do đó phải thay đổi, và những điều mới mẻ là một phần của cuộc sống. Bạn đừng có đeo bám quá khứ làm gì nữa hết trơn á. Và chính ngay tại thời điểm này, các bạn đang mất niềm tin vào khả năng tìm, hu hút và gìn giữ một tình yêu mới cho mình. Và thông điệp là các bạn cần phải dừng lại thái độ này ngay để bạn có thể thành công tìm một mối quan hệ cam kết sau này. Bởi vì các bạn đang rất là lưỡng lự khi nói về những gì mà bạn muốn và cần trong một mối quan hệ. Do đó bạn hãy dũng cảm lên và làm theo những điều bạn muốn, bạn thích, tìm một cái mối quan hệ thực sự là có thể gắn kết đem lại niềm tin của bạn trong cuộc sống này. Và mong là các bạn sẽ có những trải nghiệm và góc nhìn mới, thậm chí là tham gia vào những con đường mới để bạn chưa có từng nghĩ là mình sẽ tham gia hoạt động. Đây là những cái mà bạn tiếp cận và suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi theo thời gian. Hãy thử những cái mới, hãy nói chuyện với những người mới khác với bạn. Bạn sẽ thấy là cả hai đều có cơ hội hết đó. Bạn sẽ tìm thấy tình yêu bởi những cái người khác biệt, bởi những cái môi trường khác biệt. Từ đó các bạn sẽ gắn kết và tìm tới mối quan hệ thật sự sau này. Hãy tin vào khả năng chữa lành của bạn. Bạn sẽ nhanh chóng thấy rõ là mình sẽ khá hơn rất là nhiều so với khi trước. Và có lưu ý là một số người, các bạn đang gặp một cái trường hợp là bạn gặp một cái người rất là thể hiện mình rất là hiểu biết và đáng tin cậy, nhưng mà người này thực sự đang cố gắng lợi dụng bạn hoặc thao túng tâm lý bạn á. Do đó bạn hãy cẩn thận với những kẻ gian dối và tham lam. Có thể là họ đang sử dụng cái ảnh hưởng của họ đối với bạn để thao túng bạn vì những lý do ích kỷ của riêng họ. Cái bạn cần là phải cởi mở và trung thực hơn với tất cả mối quan hệ của mình, về nhu cầu và mong muốn của mình. Và lúc nào cũng vậy, sự trung thực sẽ giúp bạn tiến xa hơn rất nhiều so với sự gian trá. Và khi mà lá bài 8 ly này xuất hiện, nó khá phù hợp trong cái tình huống này, bởi vì cái sự kiện kết thúc đã đến gần. Không có gì là vĩnh viễn trong cuộc sống này hết á. Sớm hay muộn, tất cả mọi thứ cũng sẽ ra đi thôi. Chúng ta sẽ mất đi những cái điều gì đó. Nó đại diện những khoảnh khắc mà khi chúng ta nhận ra một lần và mãi mãi rằng quá khứ đã qua đi. Những gì từng là sự thật sẽ không còn là sự thật nữa. Dấu hiệu của sự thay đổi đã xuất hiện ngay trước mắt các bạn rồi. Các bạn phải chấp nhận đã đến thời điểm mà các bạn buông bỏ và để cho nó ra đi. Và mình biết cái sự thay đổi này có thể gây ra cho các bạn một cảm giác rất kiệt quệ hay mệt mỏi. Kết thúc không phải luôn luôn là điều dễ dàng này. Một trong những dấu hiệu của sự sẵn sàng rời bỏ là cái thiếu năng lượng. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản, bạn biết cái gì không ổn trong mối quan hệ của mình, thì đây là cái thời điểm bạn cho mình một hướng đi mới. Hãy xem xét lại cuộc sống của bạn và những ưu tiên của bản thân. Bạn sẽ thấy là mình cần phải dấn thân vào khía cạnh nào trong cuộc sống này. Hai lá bài đều xuất hiện là mong muốn các bạn phải thấy rằng cái thời điểm này
là cái thời điểm tốt đẹp để cho các bạn thay đổi. Nếu như nội tâm của bạn nói rằng bạn thực sự cần phải bước ra khỏi cái mối quan hệ, thì đây là một cái thực sự bạn phải tin tưởng vào chính cái nội tâm của mình. Vì sự chia lìa này xuất hiện như là một cái sự kiện buồn. Nếu như cái gì đó mới rời bỏ bạn, thì lá bài này hàm ý là bạn chính là cái người quyết định cái việc rời bỏ hay không. Điều thường thấy là bạn phải chấp nhận đóng cánh cửa lại. Sau khi bước đi thì cánh cửa kế tiếp nó mở ra trước mắt của bạn, để cho các bạn được chào đón hơn ở mối quan hệ mới, ở những môi trường mới. Có một số bạn hình như đang chờ đợi cái thời điểm chính xác để nói ra là sẽ kết thúc mối quan hệ. Bởi vì sẽ không bao giờ có thời điểm tốt để nói với ai đó rằng cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy cần phải kết thúc. Đừng nhảy vào một cái mối quan hệ mới ngay bây giờ. Trước hết các bạn phải cho mình một khoảng thời gian và không gian để đánh giá lại tất cả mọi việc, xem bạn muốn gì và cần gì trong một mối quan hệ tình cảm. Mong là các bạn hãy giữ cho mình một cái thái độ tích cực nhất và lạc quan. Bạn có thể cần một chút cái thời gian để riêng tư. Hãy đón nhận cái thời gian đó cho mình tĩnh lặng lại, để mình thấy được cái nội tâm của mình và tìm được sự khôn ngoan trong cái không gian tĩnh lặng đó. Hãy lắng nghe tiếng nói im dịu nhỏ nhẹ từ tâm khảm của chính bạn. Cái vấn đề mà các bạn bị bỏ rơi cho những mối quan hệ trong quá khứ, nó đã ngăn cản các bạn tin tưởng vào tình yêu hoặc tin tưởng vào những người bạn gặp trong những mối quan hệ sau này. Cho đó hãy tìm đến những cái lá bài hỗ trợ để xác nhận điều này có đúng hay không, thì lá bài kế tiếp sẽ xác nhận cho các bạn điều này. Và khi mà lá bài Ace of Pentacles này xuất hiện, thì nó biểu tượng cho khả năng xuất hiện cái việc niềm tin và sự an toàn, sự vững chắc xuất hiện rất là nhiều. Đây là một cái lá bài tạo ra cái hạt giống được gieo trồng trong lòng bạn, cho dù bạn chưa có nhận ra được. Hạt giống này có thể bất cứ điều gì khi nó khai mở. Tất cả những cái ao ước của bạn, tất cả những cái bạn muốn trong cuộc sống này, thì cái hạt giống này nó là cái món quà. Nó là một cái lời đề nghị, một cơ hội, một sự kiện để các bạn gặp gỡ và kết nối với cái người cùng năng lượng của các bạn. Tuy nhiên, cái việc có được cái điều này, các bạn phải xem xét lại bản thân của mình, xem cách thức và cái nguồn năng lượng của bạn có thực sự vững chắc hay không. Bởi vì đây là cái điều kiện cần để cho cái hạt mầm này nó được nảy nở và khai mở. Khi mà các bạn không còn sống trong quá khứ, không còn mơ mộng và ảo tưởng, lúc mà bạn thực sự sống ở hiện tại và tập trung, và các bạn xây dựng được một nền tảng của niềm tin vào cuộc sống ở bên trong lẫn bên ngoài luôn, các giác quan và cảm giác của bạn sẽ cho bạn biết phải cần làm gì, bạn nên tập trung, và thế giới vũ trụ sẽ giúp bạn luôn tìm thấy cái sự tự tin và nhạy bén nhất. Do đó bạn hãy tận hưởng và thấy mình xứng đáng về những gì mình có, và niềm vui sẽ xuất phát từ rất nhiều khi bạn phát triển được bản thân của mình. Và có dấu hiệu là các bạn đang rất là gặp may mắn về phần vật chất nha các bạn. Và nếu như các bạn biết tận dụng cái sức mạnh của vật chất, thì hình như là mọi thứ đều sẽ giúp bạn thành công. Bạn có thể dùng tiền để các bạn học những cái lớp mà thấu hiểu chính bản thân mình, phát triển mình nhiều hơn. Hay là dùng tiền để sửa sang lại nhan sắc của mình, dùng tiền để mình học tập, dùng tiền để mình tập gym cái gì đó. Nếu như mà tiền mà vật chất có thể giúp cho bạn phát triển thành một cái con người khác, đột phá hơn, thì bạn nên sử dụng nó. Bởi vì cái lá bài này nó yêu cầu bạn phải tận dụng sức mạnh của vật chất. Trong một số trường hợp, nếu như các bạn cảm thấy mình lo lắng với vấn đề tài chính đó, thì các bạn biết là ai cũng sẽ quan tâm về vấn đề tài chính đó. Nhưng mình lo nghĩ quá mức đó, sẽ làm mất đi cái niềm vui ở cuộc sống của mình. Hãy hài lòng với những gì bạn có. Hãy làm tất cả những gì mình trong có trong tay đó. Từ đó vũ trụ nó sẽ giúp mình nè các bạn. Nếu như các bạn không có tài chính thì các bạn cũng đừng để cái bản thân của mình xa lầy trong cái việc là ghen ăn tức ở với những người mà giàu có hơn mình nha. Và chú ý các bạn không có nên ghen tuông hoặc là tham lam trong tình cảm. Bởi vì nếu như các bạn cứ vậy vài thì tình cảm các bạn không giàu có hết trơn á. Đừng so sánh bản thân mình với người khác luôn. Hãy làm một cái cặp với người mình yêu thương, chứ đừng là đối thủ, là cạnh tranh. Và sẽ không lâu nữa đâu các bạn sẽ gặp được một cái người rất là tuyệt vời. Có thể là trong quá trình các bạn làm việc nè, công tác của bạn nè, hãy luôn thân thiện và bước ra ngoài nhiều hơn, hòa đồng với mọi người nhé các bạn. Hãy nhớ là thay đổi chính mình là hạnh phúc, thay đổi người khác là đau khổ nha các bạn. Và thông điệp chính là sự tin tưởng. Các bạn đang có sự kết nối rất là mạnh với cái tâm hồn yêu đương của mình. Do đó các bạn phải thành thật với chính cảm xúc của các bạn. Chính là các bạn phải đặt niềm tin là mình có thể làm được, thì tất cả mọi thứ đều có thể làm được hết đó các bạn.